Quán bar ở Quảng Ninh bị phạt vì sử dụng chiêu trò khiêu dâm để hút khách. Quán bar Beach Châu Phu Beach Club ở Bãi Biển Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh đã bị phạt 50 triệu đồng vì sử dụng chiêu trò có tính chất khiêu dâm để hút khách. Ngày 28 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với quán bar Beach Châu Phu Beach Club ở Bãi Biển Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 50 triệu đồng. Theo quyết định xử phạt, quán bar trên đã có hành vi dùng phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm tại địa điểm kinh doanh Babis Beach Châu Phu Beach Club tại khu vực tủ điện số 7, bãi tắm bãi cháy. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, chủ quán bar trên là ông Nguyễn Tuấn Đạt, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nhà hát đương đại GBI ở phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long. Ngoài quyết định xử phạt trên trao đổi với phóng viên dân trí, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long cho biết quán bar trên còn bị tạm dừng biểu diễn vũ công để phục vụ khách hàng. Trước đó, những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một video với nội dung một nam thanh niên cởi trần nhảy múa trước một cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí. Khi nam thanh niên đang nhảy múa, nhiều phụ nữ đi tới chạm tay vào những vị trí nhạy cảm trên cơ thể người này và chụp ảnh lại. Sau khi lan truyền, video đã nhận về nhiều ý kiến phê phán, hầu hết cho rằng các hành động như vậy là phản cảm, không hợp thuần phong mỹ tục. Đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo Thành ủy Hạ Long cho biết, qua nắm tình hình dư luận xã hội trên không gian mạng, chương trình biểu diễn nghệ thuật tối ngày 25 tháng 6 tại địa điểm kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà hát Đại Dương JBI, Bis Châu Phu, Đường Kỳ Quan, phường Bãi Trái có nội dung nhạy cảm và không đúng chuẩn mực đạo đức, không phù hợp thuần phong mỹ tục. Ngày 26 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì họp đánh giá chương trình nghệ thuật trên nhưng chưa giải quyết dứt điểm. Trong khi đó tốc độ lan truyền clip trên không gian mạng nhanh, nhiều bình luận không tích cực làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh văn hóa, du lịch của thành phố. Do đó, ban tuyên giáo thành ủy Hạ Long đề nghị ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo phòng văn hóa và thông tin tổ chức lại cuộc họp với các cơ quan đơn vị chức năng để giải quyết rứt điểm các nội dung được dư luận phản ánh, đề nghị làm rõ trách nhiệm quản lý biểu diễn nghệ thuật của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà hát Đại Dương JBI Bis châu Phu khi để xảy ra những hành vi nhạy cảm không đúng chuẩn mực đạo đức, không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả xử lý của Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, xác minh thông tin người đăng tải video lên mạng xã hội, người tham gia trong video, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về các hành vi được ghi lại trong video. Vũ Công Nữ mặc bikini đứng trên bục cao vừa nhảy vừa sàn nước để gội đầu gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Mấy ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh Vũ Công Nữ mặc bikini đứng trên bục cao vừa nhảy vừa sàn nước gội đầu, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng theo tìm hiểu sự việc trên là ở quán barbit châu phu bích club tại đường kỳ quan bãi biển bãi cháy thành phố hạ long quảng ninh bên cạnh những ý kiến cho rằng đó là cách làm sáng tạo nhằm thu hút khách đến với quán bar nhưng cũng ý kiến không đồng tình cho rằng không phù hợp liên quan đến sự việc trên trao đổi với phóng viên dân trí đại diện phòng văn hóa và thông tin ủy ban nhân dân thành phố hạ long cho biết đơn vị đã nắm được thông tin và có mời đại diện quán barbit châu phu bích club đến làm việc tại buổi làm việc trên có đại diện sở văn hóa thể thao hội văn học nghệ thuật tỉnh quảng ninh phòng chức năng công an tỉnh quảng ninh và các đơn vị có liên quan của thành phố hạ long trước mắt chúng tôi yêu cầu quán 3 bis châu phu bích club tiết chế lại hành vi biểu diễn của vũ công nữ chúng tôi sẽ báo cáo toàn bộ việc này cho lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hạ long đại diện phòng văn hóa và thông tin ủy ban nhân dân thành phố hạ long cho biết bãi biển khu vực quán bar trên hoạt động là do một tập đoàn tư nhân cải tạo bơm thêm cát vào và cho các đơn vị thuê kinh doanh dịch vụ du lịch do đó các đơn vị kinh doanh luôn phải nghĩ ra đủ chiêu trò nhằm thu hút khách đến tuy nhiên có ý kiến cho rằng việc sáng tạo để đem lại hiệu quả trong kinh doanh là tốt nhưng cũng không nên bất chấp để đạt được mục đích này